Hôm nay, mặc dù là ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9, song nhiều ngành nghề vẫn không nghỉ mà tập trung căng mình cho công tác phòng chống dịch. Trong đó, việc tiêm vaccine đang được chạy đua thời gian để triển khai, ghi nhận tại quận Sơn Trà. Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết, sáng nay đơn vị triển khai 2 điểm tiêm, gồm điểm tiêm tại Nhà văn hóa quận Sơn Trà, đường Vũ Văn Dũng và trường Đại học FPT, đường số 1, khu công nghiệp Đà Nẵng. Số lượng người được tiêm gần 1.700 người, hầu hết là giáo viên trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn. Tất cả những trường hợp mà nhân viên là tình nguyện viên, rồi là tổ trưởng dân phố và tất cả những lực lượng mà dưới cộng đồng, gọi chung là cái tổ COVID cộng đồng thì chúng ta đã triển khai tiêm rồi. Trong ngày hôm nay thì chúng tôi triển khai 2 điểm tiêm, là đối tượng là giáo viên của quận Ngũ Hành Sơn và giáo viên của quận Sơn Trà. Chỉ còn vài ngày nữa năm học mới bắt đầu, nên việc ưu tiên triển khai tiêm vaccine đồng loạt cho đội ngũ giáo viên các bậc học là vô cùng cần thiết. Công việc này triển khai trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, đảm bảo 100% giáo viên trên địa bàn hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn được tiêm chủng. Việc chính quyền thành phố triển khai tiêm vaccine đồng loạt như này khi mà năm học mới sắp bắt đầu thì em nghĩ là đây là một việc làm rất là tốt. Và ngày hôm nay khi mà đi tiêm thì em cũng đang có con nhỏ nhưng mà em sẵn sàng cho con nghỉ một thời gian bú sữa mẹ để em có thể tiêm đợt này để cảm thấy an tâm hơn. Hôm nay là em đi tiêm mũi đầu tiên, mũi số 1. Ở quy trình làm rất là chặt chẽ và được hướng dẫn rất là kỹ càng, kể cả sàng lọc về tiền sử bệnh tật. Và đây là thực hiện đúng rất là 5K của Bộ Y tế. Theo Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, đến thời điểm này, quận Sơn Trà đã tiêm vaccine cho khoảng 8.500 người, trong đó có khoảng 30% đã được tiêm mũi 2. Việc tiêm vaccine đang được thành phố Đà Nẵng nói chung, quận Sơn Trà nói riêng triển khai kịp thời và đảm bảo an toàn, trên tinh thần vaccine về đến đâu, triển khai ngay đến đó.